Xin chào mọi người, ở đây là một cái gác bút. Xin chào, đây là cái gác bút. Đấy, gác bút này là gác bút hình con rồng. Hình con rồng nha, bằng gỗ. Đấy, có rất là nhiều điểm để chúng ta gác bút. Có thể 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta có thể gác lần 6 cây bút ở trên này. Đấy, thậm chí bút tiểu chúng ta gác đây nữa là 7 nha. Cái này là hình rồng, và một cái này nữa là hình con dơi. Con dơi á, biểu tượng của phương Đông là may mắn đó các bạn, phú quý nữa đấy. Đấy, chúng ta có thể gác thế này. Cái này thì hạn chế số bút gác hơn nha, rất là thuận tiện và đẹp nữa. Chúng ta vừa gác vừa có thể chặn giấy. Giá của một cái này là 60.000 đồng. Các bạn nào muốn sở hữu thì hãy liên hệ số điện thoại bên dưới hoặc là comment bên dưới nha. Còn một loại nữa bằng gỗ. Các bạn đợi mình một tí, mình sẽ tìm. Đây loại này đặc biệt hơn các bạn nha. Này bằng gỗ, được chạm khắc rất là tinh vi, rất là đẹp nha, như là những ngọn núi vậy. Đấy, cái này thì mắc gấp đôi cái kia, 120.000. Các bạn nào muốn sở hữu vui lòng liên hệ số điện thoại bên dưới hoặc là comment bên dưới nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn hãy bấm đăng ký và like cho video của mình nhé. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn.